Rồi, xin chào các bác nhé. Hôm nay em sẽ review cho bác một cái đèn này. Đó. Quay là phải quay thực tế các bác ạ. Đó. Xin lỗi các bác, đây một cái ống nhòm. Cứ quen đèn thôi. Đấy. Cái này của Nhật nhá. Cái này thì của nó là 4x30 nhá, 4x30. Đó. Thì từ đây ra căn nhà màu trắng các bác có thể nhìn bằng qua camera nó quay ấy. Thì từ đây ra đó tầm khoảng 300 mét đường chim bay, còn nếu mà đi vòng để ra đó thì cỡ khoảng một cây số các bác ha. Đấy, còn cái màu xanh xanh như kìa các bác ha. Đó, cái ánh đèn màu xanh đó, cái chữ đó thì em cũng không thể nhìn được nó là chữ gì cả các bác nhá, chỉ biết là nó màu xanh thôi, nó một cái biển quảng cáo. Từ đây ra đó thì khá là xa bác nhá, đó rất xa, thì nó phải gấp 3 lần. Đấy, gấp 3 lần cái nhà đó. Thì nhà em chỉ có tới đây là hết rồi, còn không em sẽ đứng được lên trên mái tôn này ấy. Thì nó sẽ nhìn được toàn cảnh hơn và nhìn nó sẽ xa hơn rất là nhiều. Bây giờ em sẽ zoom cho các bác, nghĩa là em sẽ nhìn cái biển màu xanh xanh trước tiên đó nó là gì các bác ha. Rồi các bác ha, đấy. Ủa rất là xa mà nhìn rất rõ luôn. Cái chữ đó là chữ chữ PADILLAC các bác ha. Đấy, nghĩa là karaoke ấy. Karaoke, đấy là cái quán karaoke bác ha, cái biển quảng cáo của karaoke. Mặc dù mắt em như vậy mà cái camera nhìn nó cũng sẽ như vậy các bác ha. Đấy. Còn cái chỗ đèn chớp 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 đó nó cũng 300 mét thôi. Cái đó thì không có vấn đề gì cả, cái đó nó quá gần rồi. Đấy, còn em nhòm các bác ha. Đấy, những cái nhà ở trước mắt đây ấy, thì nó đưa vào gần như là ở ngay sát trước mặt em thôi. Các bác ha, các bác quan tâm tới cái ống nhòm có đi gì ban đêm hoặc là mình có sử dụng nó vào công việc mục đích cá nhân, ví dụ như là đi tàu thuyền ban đêm hoặc là ban ngày gì đó. Đấy, các bác muốn nhòm và nhìn những cái vị trí xa hơn cả cây số thì bác có thể sử dụng cái ống nhòm này các bác ạ. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Thank you các bác nhá. Cái này dùng vào cái mục đích khám phá thôi các bác nhá, khám phá thiên nhiên hoặc là phong cảnh phong cách gì đó, có những cái vị trí rất là xa mình không thể nào nhìn được bằng mắt thật thì mình sẽ nhìn qua ống nhòm này thấu kính này. Cảm ơn các bác nhá.